Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với tiết học đạo đức ngày hôm nay của chúng ta. Trước khi bắt đầu bài mới, cô có một số câu hỏi để kiểm tra kiến thức của bài mà tiết trước các con đã được học. Câu hỏi số 1. Biểu hiện thể hiện trung thực trong học tập. A. Chỉ bài cho bạn trong giờ thi. B. Mượn bút của bạn nhưng không trả. C. Không nhìn bài bạn khi kiểm tra. D. Mở sách ra xem trong giờ thi. Các con hãy suy nghĩ và trả lời bằng cách chọn đáp án đúng nhất. Cô mời các con trả lời. Và đây là đáp án của cô. C. Không nhìn bài bạn khi kiểm tra. Cô xin chúc mừng các bạn có đáp án là C. Câu hỏi số 2. Vì sao chúng ta phải trung thực trong học tập? A. Trung thực trong học tập làm mọi người xa lánh chúng ta. B. Trung thực trong học tập sẽ được mọi người yêu mến. C. Trung thực trong học tập sẽ bị bạn bè không chơi chung. D. Người trung thực là người gian dối. Cô mời các con hãy suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng nhất. Cô mời các con trả lời. Và đây là đáp án của cô. B. Trung thực trong học tập sẽ được mọi người yêu mến. Cô xin chúc mừng các bạn chọn đáp án B. Trung thực là đức tính quý báu của con người, nhất là trung thực trong học tập. Vậy, làm thế nào để thể hiện trung thực trong học tập? Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu qua bài đạo đức Trung thực trong học tập tiếp theo. Đầu tiên, cô và các con sẽ bước vào hoạt động 1. Xử lý tình huống. Em sẽ làm gì nếu A. Em không làm được bài trong giờ kiểm tra. B. Em bị điểm kém nhưng cô giáo lại ghi nhầm vào sổ là điểm giỏi. C. Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em. Các con hãy suy nghĩ và trả lời những câu hỏi này trong thời gian 1 phút. 1 phút bắt đầu. Kết thúc rồi, chắc hẳn bạn nào cũng đưa ra được rất nhiều cách ứng xử trong các tình huống cô đưa ra. Và bây giờ, cô cũng đưa ra cho các con về cách làm của cô. Các con hãy xem có giống với cách làm của các con không nhé. Đầu tiên, em không làm được bài trong giờ kiểm tra. Cách làm của cô đưa ra. Em sẽ chịu nhận điểm kém rồi quyết tâm học để gỡ lại. Bài kiểm tra lần sau sẽ đạt điểm tốt hơn. Em bị điểm kém, nhưng cô giáo lại ghi nhầm vào sổ là điểm giỏi. Cách làm cô đưa ra sẽ là em sẽ báo cho cô giáo biết để sửa lại điểm cho đúng. Từ đó, ta phải cố gắng học chăm chỉ hơn để đạt điểm cao hơn. Và tình huống thứ 3, trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em. Cách làm cô đưa ra sẽ là, em sẽ nói bạn thông cảm
vì làm như vậy là không trung thực trong học tập. Học tập giúp chúng ta tiến bộ, nhưng nếu chúng ta giả dối, kết quả học tập không thực chất, chúng ta sẽ không tiến bộ được. Nhờ có tính trung thực trong học tập, ta sẽ có được những kiến thức do chính chúng ta học tập và đánh giá năng lực của mỗi học sinh để thầy cô giáo có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, phụ đạo được những em học sinh yếu. Để tiếp tục bài học hôm nay, cô mời các con đến với hoạt động 2, bày tỏ thái độ. Bây giờ, các con hãy nhớ lại và trả lời cho cô một số câu hỏi này nhé. A. Đã bao giờ em thiếu trung thực trong học tập chưa? B. Nếu có, bây giờ em nghĩ lại, em thấy thế nào? C. Em làm gì nếu gặp lại tình huống như vậy? Cô mời các con hãy nhớ lại và trả lời. Các con thân mến, nếu các con luôn trung thực trong học tập, điều đó là rất tốt, cô tuyên dương các con. Còn trường hợp con chưa trung thực trong học tập, thì qua bài học hôm nay, con sẽ cảm thấy hối hận. Và hãy thành thật với cô giáo nhé, mong cô giáo bỏ qua cho mình. Lần sau, con sẽ không được như thế nữa. Đồng thời, con cũng nên nhắc nhở các bạn cùng thực hiện trung thực trong học tập. Chúng ta phải luôn trung thực trong học tập. Trong giờ làm bài kiểm tra, sẽ phải dũng cảm nhận lỗi sai và cố gắng khắc phục lỗi đó. Luôn cố gắng học tập để có kết quả tốt hơn. Tiếp theo, cô mời chúng ta bước vào hoạt động 3, kể chuyện tấm gương trung thực. Em hãy kể lại những mẫu chuyện tấm gương trung thực mà em biết. Chắc hẳn bạn nào cũng được nghe rất nhiều mẫu chuyện tấm gương trung thực rồi, phải không nào? Vì dịch bệnh Covid nên tất cả chúng ta phải tiến hành học online. Cô rất lấy làm tiếc khi các con không thể kể trực tiếp cho cô và các bạn trong lớp nghe được. Chính vì vậy, cô sẽ giới thiệu cho các con một câu chuyện về tính trung thực. Xưa, có một anh chàng tiều phu nghèo. Cha mẹ anh bệnh nên mất sớm, để lại tài sản cho anh chỉ có một chiếc rìu. Hàng ngày, anh vào rừng đốn củi để kiếm sống. Ở cạnh bìa rừng gần đó có một con sông nước chảy xiết. Ai mà lỡ chân rơi xuống đó thì khó mà bơi vào bờ. Một hôm, như thường ngày, anh chàng tiều phu vác rìu vào rừng đốn củi. Trong lúc đang chặt củi ở bờ sông thì chẳng may lưỡi rìu bị gãy cán, văng xuống sông. Vì dòng nước chảy xiết quá nên mặc dù biết bơi, anh chàng vẫn không thể nhảy xuống sông để tìm lưỡi rìu. Buồn quá, anh chàng tiều phu ngồi khóc than thở. Bỗng nhiên, có một ông cụ, tóc trắng bạc phơ, đôi mắt hiền từ xuất hiện, nhìn chàng tiều phu và hỏi. Này con có chuyện gì mà buồn bã vậy? Anh chàng tiều phu trả lời ông cụ. Thưa ông, nhà cháu nghèo lắm, chỉ có một cái rìu để cháu lấy củi kiếm sống qua ngày. Vậy mà cháu đã sơ ý để lưỡi rìu văng xuống sông. Giờ đây chẳng biết lấy gì để kiếm sống, vì thế cháu buồn lắm không ạ? Ông cụ đáp lời chàng tiều phu. Tưởng chuyện gì, cháu đừng buồn nữa, để ông giúp cháu lấy lưỡi rìu lên. Nói rồi, ông lão lao mình xuống dòng sông nước chảy xiết. Một lát sau, ông lão ngoi lên mặt nước cùng với một lưỡi rìu bằng vàng sáng chói. Ông lão hỏi, có phải lưỡi rìu của cháu đây không? Nhìn lưỡi rìu bằng vàng, chàng tiều phu vội vã lắc đầu. Dạ, không phải rìu của cháu. Lần thứ hai, ông lão lao mình xuống dòng sông nước chảy xiết.
Một lát sau, ông lão ngoi lên mặt nước cùng với một chiếc rìu bằng bạc sáng chói. Ông lão lại hỏi, có phải lưỡi rìu của cháu đây không? Nhìn lưỡi rìu bằng bạc, chàng tiều phu vội lắc đầu trả lời, không phải của cháu ạ. Lần thứ ba, ông lão ngoi lên mặt nước cùng với một lưỡi rìu bằng sắt. Ông lão tiếp tục hỏi, vậy đây, có phải lưỡi rìu của con không? Thấy đúng là lưỡi rìu của mình rồi, anh chàng reo lên sung sướng. Đúng là rìu của cháu đây ạ. Chàng tiều phu cảm ơn ông cụ ríu rít. Ông cụ đưa cho anh lưỡi rìu bằng sắt và khen anh. Con quả là một người trung thực, thật thà. Ta tặng cho con cả hai lưỡi rìu bằng vàng và bạc này. Đây là quà ta tặng con cứ vui vẻ nhận lấy đi. Anh chàng tiều phu cúi xuống cảm ơn và đỡ lấy hai lưỡi rìu mà ông cụ tặng. Ông cụ hóa phép biến mất. Một lúc sau, khi ngẫm nghĩ lại, anh mới biết mình vừa mới được ông Bụt giúp đỡ. Anh vô cùng vui, suốt đường đi về nhà, anh cứ cười mãi. Cô cũng sẽ giới thiệu cho các con thêm về một số tấm gương trung thực trong cuộc sống khác. Đây là hình ảnh em Nghiên Ngọc Tú, học sinh lớp 6B, trường phổ thông dân tộc nội trú Sơn Dương, chiều ngày 29 tháng 9 năm 2020, khi đang chơi ở sân trường, em Tú nhặt được 150.000 đồng. Với em, số tiền ấy khá lớn, nhưng ngay lập tức, em Tú cầm nguyên số tiền đi tìm thầy giáo trực quản sinh. Còn đây là hình ảnh chị Huỳnh Thị Bích Huê thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thuận Bắc, là tấm gương sáng ngời về lòng trung thực với nhiều lần trả lại tiền cho người bị mất, trong đó có việc trả lại 10 triệu đồng cho ngân hàng. Còn đây là Chu Văn An, là nhà nho, nhà hiền triết, nhà sư phạm mẫu mực cuối đời Trần, nổi tiếng cương trực, không màng danh lợi, ra làm quan vào đời Trần Dụ Tông đầu thế kỷ 14. Chính sự suy đồi, nịnh thần lũng đoạn, ông dâng sớ xin chém 7 nịnh thần nhưng không được chấp thuận. Ông treo ấn từ quan về quê dạy học, viết sách. Ông không vì trò làm quan to mà dựa dẫm, luôn thẳng thắn phê bình những trò thiếu lễ độ. Các con biết không, xung quanh chúng ta có rất nhiều tấm gương trung thực trong học tập. Chúng ta cần phải học tập những tấm gương đó. Và để củng cố cho tiết học ngày hôm nay, mời các con đến với trò chơi mang tên Ai Nhanh, Ai Đúng, để các con tìm được ý đúng và ý sai. Các con nhớ chọn ý đúng và ý sai nhé. Đúng ghi đờ, sai ghi sơ. A. Muốn trung thực trong học tập, ta cần phải tự làm bài, tự học bài. B. Không nên giấu dốt, chỗ nào chưa biết, nên hỏi bạn bè và thầy cô giáo. C. Khi bạn nhờ hướng dẫn, giải thích bài, nên vui vẻ, tận tình giúp bạn. D. Hỏi bài bạn trong giờ kiểm tra. Vậy, với 4 nội dung này, các con hãy lựa chọn nội dung nào đúng và nội dung nào sai. Bây giờ chúng ta cùng sửa nhé. A. Muốn trung thực trong học tập, ta cần phải tự làm bài, tự học bài. Đáp án sẽ là đúng. Có như vậy thì kiểm tra thi cử, các con sẽ tự làm bài bằng chính năng lực của mình. B. Không nên giấu dốt, chỗ nào chưa biết, nên hỏi bạn bè và thầy cô giáo. Đáp án cô đưa ra là đúng. Vì nếu các con giấu dốt, các con mãi mãi không bao giờ tiến bộ được. C. Khi bạn nhờ hướng dẫn, giải thích bài, nên vui vẻ, tận tình giúp bạn. Đáp án cô đưa ra là đúng. Và D.
hỏi bài bạn trong giờ kiểm tra, đáp án cô đưa ra là sai. Vì đó chính là gian lận trong thi cử, không trung thực trong học tập, kết quả kiểm tra đó không phải là kiến thức của mình. Cô xin chúc mừng các bạn đã có đáp án khớp với đáp án cô đưa ra. Tiết học đạo đức hôm nay, các con đã tìm hiểu và biết cách thể hiện trung thực trong học tập. Là một học sinh, các con cần phát huy tính trung thực trong học tập để góp phần hoàn thiện nhân cách bản thân và nhận được sự tin yêu của thầy cô, bạn bè. Các con hãy không ngừng học tập tốt theo điều mà Bác Hồ đã dạy, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm để trở thành con ngoan, trò giỏi, người đội viên tốt nhé. Hiện nay, thành phố thân yêu của chúng ta đang chống chọi với dịch Covid. Các con cần phải thực hiện tốt 5K, ai ở đâu thì ở yên tại đó, và các con cần phòng chống dịch tốt nhé. Bên cạnh đó, các con cũng phải chú ý học tập online trong mùa dịch thật hiệu quả nhé. Trước khi kết thúc tiết học ngày hôm nay, cô có một số lời dặn dò gửi tới các con. Các con hãy thực hành trung thực trong học tập, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. Và các con hãy xem trước bài vượt khó trong học tập. Tiết học đạo đức tới đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe.